Bởi lẽ vì sao? Bởi lẽ là chúng ta nuôi sinh sản như thế này, chúng ta nuôi sinh sản như thế này, chúng ta tạo ra sự sống, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta nuôi bố mẹ chúng đẻ ra con, ấp đẻ ra con. Chúng ta đi ra mà này, tí nữa bố cho đi chơi nha em. Đi ra mà, tí nữa bố không cho gì đi chơi nữa nha. Nào, đây. Được rồi, tí nữa bố điện và mai về nhá. Rồi rồi. Đó. Chính vì thế mà có một cái lý mà nhiều bạn trên diễn đàn thì cứ bảo là không thích nhốt chim vào lồng. Thực ra nói đi thì phải nói lại. Trong cuộc sống muôn màu, cái sự sinh tồn muôn màu muôn loài, bao giờ nó cũng có sự cạnh tranh. Ở dưới biển thì cá lớn nuốt cá bé, ở trên rừng thì nếu giả sử các bạn đi ra rừng, các bạn không làm cái gì, có thể con rắn hổ mang nó cũng sẽ cắn các bạn. Thì thực ra con chim này thì mấy con người nó không có cái gì thù oán cả. Thực sự là như vậy. Nếu như các bạn thì dung nha, nếu như các bạn có hơi phạm một chút gọi là kìm hãm cái sự tự do của nó, là chúng ta nhốt nó vào một cái lồng. Bản thân chúng ta cũng vẫn ở trong cái lồng, chẳng qua chúng ta ở cái lồng nó lớn hơn thôi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn ở trong Việt Nam mà vẫn trong ở chúng ai cũng có một cái lồng, nhưng mà có ai là người nào hạnh phúc nhất là người ở cái lồng lớn hơn, con chim nó ở cái lồng nhỏ, bởi vì cái loài của nó là xếp dưới loài người. Thì chúng ta yêu thích cái tiếng chim của nó, yêu thích cái sự thân thiện thì chúng ta mới giữ lại. Con người tham lam mà, thì chúng ta mới cho nó sự gọi là yên ấm, đúng không? Rõ ràng chúng ta đi lấy thóc sạch, cám sạch, kê, núa vừng, tất cả những cái thứ ngon bổ nhất mình còn không dám ăn, tiền không mua cho sữa cho con. Có rất nhiều người chia sẻ với tôi như vậy, dám đi mua chim và dám nuôi chim. Nên chúng ta bù đắp lại nó không bị mưa gió, không bị phải trốn tránh kẻ thù, đúng không? Ra ngoài rừng kia thì con cắt, con diều hâu nó bắt, rồi mưa nắng dâm, những ngày gió ngày rét, nó sẽ tuổi thọ con chim sẽ không bậc bằng ở trong trong lồng đó. Có những con nghệ nhân nuôi con chim đến 35 18 năm, 35. Thì thôi, mình cũng không chia sẻ về cái suy nghĩ như vậy, mà mình chia sẻ tiếp là cái quan điểm của mình ấy. Thì mình có nuôi và có bán chim cho các bác, và bảo hành tuyệt đối, bởi vì tôi không phải là bán một hai con một hai ngày, tôi bán từ cả đời, từ bây giờ, từ lúc còn nhỏ đến bây giờ có cái trang trại, có cái thương hiệu. Có rất nhiều những khách hàng có ý kiến là tôi đã giải quyết được. Ví dụ như người ta được hai con trống, người ta cũng muốn có một con mái, tôi đổi luôn cho hai con mái, nên tôi lấy một con trống về. Nếu mà dính hai con mái thì tôi sẽ đổi một con trống tương đương về 5 tháng tuổi, và tôi sẽ đổi để cho người ta ghép đôi, hướng dẫn cách ghép đôi và hỗ trợ kỹ thuật nuôi. Đấy. Hoặc là những vấn đề không, có những người mua xong một thời gian thì đổi ý đồ thì tôi cũng có thể mua lại. Nhưng người ta có thể là người ta có thể là chỉ có rụt lại mất một hai trăm để gắn cái trách nhiệm vận chuyển thôi. Thế tôi thấy một số cái bạn mà không đi sâu vào thì giữa người mua người bán là nó có những cái sự xung đột, nó không giải quyết được với nhau. Thì chúng ta xác định là chúng ta kinh doanh, chúng ta phải làm được khách hàng người ta thỏa mãn. Nếu như các bạn kinh doanh và khách hàng các bạn không làm được khách hàng thỏa mãn thì các bạn coi như các bạn thất bại. Nhưng tôi kinh doanh trên cái nền tảng là vừa đam mê về cái ngành nghề đó, lĩnh vực đó, và vừa kinh doanh. Bởi vì nói thật ra nếu như chúng tôi không bán ra thì chúng tôi cũng không có chim hay tiếp theo, và chúng tôi cũng không có cái khả năng kinh tế để mà mua thóc hay là thuê công nhân để mà phát triển cái trang trại. Mà thậm chí ở các bác ở vùng thành phố, ngọn cỏ chả có thì lấy đâu ra mà có con chim. Thì có những người gây nuôi như chúng tôi thì các bạn mới có những cái sản phẩm để các bạn chơi. Và chúng ta nếu như đâu đó chúng ta nuôi gây nuôi như này, chúng ta duy trì được cái nét văn hóa Việt Nam, cái văn hóa truyền thống, văn hóa Bắc Bộ,
văn hóa sông Hồng, đúng không ạ? Thì có rất nhiều người cũng băn khoăn trên những cái clip của Thao thì không thấy mặt mũi và tính danh và thực tính. Thì tiện thể hôm nay là tôi cũng xin giới thiệu, là tôi tên là Vũ Văn Thao đó. Người là quê gốc ở làng Điềm, làng Điềm, ông cụ ông tổ, nghĩa là gốc gác. Còn tôi sinh ra lớn lên ở Ba Vì, các gốc gác tổ tổ là hàng năm chúng tôi vẫn về Thanh Minh, vẫn về Thanh Minh tại lại Hưng Yên đấy, xã Minh Phượng đấy, Hưng Yên. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Và gia đình thì tôi cũng có một vợ làm công chức nhà nước và một con gái và một con trai đó. Hiện thì ở thuộc địa phận là thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và nó là thuộc cái gì? Thuộc gần khu ngã ba Khoang Sanh Chùa Tiên. Và đặc biệt nếu các bạn xem là có thể là gần tôi có phát triển cái con giống đà điểu nữa. Nó thuộc cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, các bạn có chim kia nó vẫn quanh đây. Thì tới đây năm 2018-19 thì mình sẽ phát triển một loạt cái loại chim gọi là chim trần. Mình sẽ thuần hóa những con kia từ nhỏ và mình sẽ cung cấp ra thị trường rất nhiều những chú chim trần thuần đấy, để phục vụ anh em chơi. Thì các bạn thân mến, là cái lứa chim này nó đã nhỉnh hơn một chút rồi, thì đã đến tuổi mà mình bán cho anh em rồi đấy, bán rồi. Đến đây là những cái lứa này này, các bạn thấy là nó đã đủ lông đủ cánh. Và chúng ta xuống đây con. Đó, thì mình cũng vẫn làm như vậy. Từ cái thời chăn trâu cắt cỏ mình vẫn làm như vậy. Con chim chúng ta cho nó sự tự do thì nó sẽ không bỏ mình đi. Và chúng ta càng kìm hãm nó thì nó càng bỏ mình đi. Có những con chim tôi nuôi từ lúc còn 5 ngày tuổi. Có nghĩa là khi tôi bắt từ ngoài ổ ngoài thiên nhiên ấy, nó còn màu hồng toàn thân các bạn ạ. Và một số cái lông răng nược của nó là vẫn còn nó là toàn lông răng nược thôi, nghĩa là nó chỉ là những cái sợi răng nược thôi, nó không phải là lông mà nó là răng nược. Thế sau đó là tôi nuôi 2 tháng rồi, tôi không nhốt nó một tí nào, tôi cứ thả quanh nhà mà tôi cho nước dãi và tôi uống. Đến lúc con chim đấy, đến lúc tôi thả ra nó bay đi hàng cây số, nhưng mà tôi đi làm về tôi chỉ cần có một cái biệt hiệu nào đấy nó sẽ về. Rồi đến hiện bây giờ nó vẫn ở với tôi. Các bạn đừng nghĩ là con chim nó bỏ mình, các bạn cứ nghĩ là con chim của cô gái là con chim quân tử một đi không trở lại, nhưng không phải đâu. Nếu như các bạn cho nó một cái sự huấn luyện nhất định, một cái thời gian nhất định, thì tôi khẳng định là không bao giờ nó bỏ các bạn. Tôi có những con chim nó bay đi, nó bậu ở trên cây mà tôi ra tôi gọi nó bay đến, thậm chí tôi đưa tay vào là tôi vẫn vuốt vào đầu nó và tôi lại cho nó bậu vào tay. Tôi không cầm vào người nó đâu, cho cầm vào tay này, xong tôi lại cho vào lồng bình thường. Các bạn khi mà các bạn kinh nghiệm, các bạn để chim ra những con chim chưa thuần lắm, các bạn hay vồ, các bạn hay bẫy hay vật, nó giật mình nó sẽ đi. Các kinh nghiệm của các bạn là khi những con chim nó chưa đủ cái độ thuần như thế, các bạn nên để nó tự nhiên và các bạn nên rắc núa cho nó ăn theo một cái thói quen. Nghe là nó cứ đói là nó về cái chỗ đấy và cái giờ đấy là dần dần sẽ quen. Khi nó đã quen đi rồi thì nó thân thiện với mình rồi thì mình bắt đầu nghĩ đến cái phương án là dùng những cái bu, những cái lưới, cái gì đấy. Mình đã xác định bắt một lần là bắt được luôn. Thế còn nếu mà các bạn bắt hụt là gần như cái cơ hội nó không ở với các bạn là cao. Đấy là chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ như vậy. Thì ở đây là video nó thể hiện cái hà màu sắc của tại nhà Thao. Thì các bạn thấy là giọng chim, giống chim và những chú chim mình chơi nó là như vậy. Đó. Thế là nếu như các bạn lên nhà thì lúc nào cũng có tiếng chim gáy. Đó.
Hôm nay là nó mưa thôi, nhưng mà nó đã gáy râm ran lắm rồi. Và những chú chim non này cũng thế, rất là hưng phấn đúng không ạ? Các bạn thấy là gì? Mình đâu có nó chơi đâu. Đây là cái phần sảnh trước của mình. Cái lượng chim đúng không ạ? Đó, mình phải thắp điện để cho chim nó đủ ánh sáng nó ăn, tạo sự hưng phấn. Đó. Thì những cái chim của mình sung cấp ra thì thường là các bạn thấy là nó là mã ngỗng phấn hồng. Và kích thước chim nó cũng khá là ok. Đây. Đây là những chú chim điển hình khi mà nó trưởng thành đến cái lúc mà mình bán cho các bạn. Nếu các bạn nhìn kỹ thì con chim là mắt nó rất là hiền đúng không ạ? Mắt rất là hiền. Đó. Mắt rất là hiền. Rất là tự nhiên. Nó bậu đây, quả ngực nở thấy chưa? Các bạn nhìn cái hình bắp chuối chưa? Đúng với cái ngọn gió chuối của nó. Đấy. Và các bạn thấy nó rất là trường chim. Bóng chim. Rất là trường chim bóng chim. Đấy. Thì trên cái kênh của mình thì mình cũng cho đi không nhận lại các bạn ạ. Mình có chia sẻ những cái bài, những cái lỗi mà khi mà nuôi chim cu non là một này. Đấy. Lỗi nhá. Và những cái bệnh, rồi những cái cách mà chọn chim, rồi nhận biết chim, rồi những cái kỹ thuật nuôi chim cu gáy sinh sản các bạn ạ. Thì trên cái tinh thần đó thì tôi muốn giới thiệu một chút về cái quan điểm của tôi và cái suy nghĩ của tôi. Trên diễn đàn thì cũng có đa phần 95% 90% đổ lên là các bác rất quý trọng Thao, rất có những cái lời khen, những người bình luận mà là rất là nghe, rất là bùi tai, rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ trong thời gian vừa qua, là để làm một cái động lực để mình duy trì cái kênh cũng như cái vườn trại này, cũng như để giao lưu với các bác. Tuy nhiên xã hội thì nó cũng không thể là nhân bất thập toàn. Đến Bác Hồ còn có những cái phần tử họ đả kích đúng không, thì con người có cái sự đố kỵ, cái đấy nó không quan trọng. Tôi chỉ quan trọng là tôi sống như thế nào để tôi cảm thấy thoải mái thôi, nhưng tôi không quan trọng một số rất ít nhỏ. Đấy, có những cái có những cái tương tác qua qua mạng xã hội thì tôi cảm thấy nó không 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 hợp, mà không không lành mạnh, nó không không văn hóa. Thì thường là những cái trường hợp đấy là tôi sẽ không trả lời, hoặc là tôi sẽ có nghe tôi không quan tâm, hoặc là tôi có thể là rời xa cái những cái đối tượng đó. Thì cái việc đấy là việc của quan điểm của mỗi người. Nhưng còn kênh của tôi thì vẫn để chế độ công khai tất đó. Thì các bạn có thể là ghé thăm ba cái kênh, là cái website chimcugayhay.com và chimcugayhay trên YouTube cũng như là trên Facebook. Ngoài ra Zalo tôi cũng có dùng cái số là 0163530982, và tới đây 2018 thì tôi cũng có dùng thêm một cái số là 0989177982. Thì cũng mong muốn là thỉnh thoảng cũng có những cái chương trình ở trên mạng, nó có thể là tri ân khách hàng, có thể là nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể là phần nào cũng có thể được may mắn trong số đông, các bạn có thể nhận được những cái món quà, đó là những cái sản phẩm từ những chú chim, từ những con chim. Bây giờ cái nhu cầu người ta kinh doanh trên mạng rất là nhiều, quảng cáo rất là nhiều, nếu như các bạn cũng áp dụng thì rất là hiệu quả. Thực tế là chúng ta cũng nên tán dương những cái người có cái năng lực kiếm tiền buôn bán trên mạng, đó là cái việc tốt, không có vấn đề gì cả, trừ vi phạm pháp luật hay làm cái việc gì trái với lương tâm đạo đức. Còn tất cả những cái việc mà tạo lên giá trị cho cuộc sống là chúng ta hoan nghênh. Thì cái ekip và cái mô hình của mình thì đến giờ phút này cũng đã được xây dựng các bạn ạ. Thứ nhất là cái đội ngũ vận chuyển của mình rất là nhiều. Ở bến xe Sơn Tây thì có một thằng em nó chuyên chuyển quanh khu vực Ba Vì. Ở khu vực Quảng Oai cũng có một người, và ở khu vực Sơn Khanh. Tóm lại trong huyện thì nó rơi vào khoảng 30 cây thì sẽ là ưu tiên là mang đi tận nhà cho các bạn. Còn ngoài ra thì từ từ nhà mình đây ra đến đầu ngõ là khoảng 200 mét thì mình có bà chị. Đấy, bà chị có cái xe đi đi vào bến Mỹ Đình, nên là chuyến gọi là Đá Trông Mỹ Đình Đá Trông. Ngày hai lượt, sáng một lượt, chiều một lượt. Sáng thì 6 giờ chị qua nhà mình, thì 8 giờ chị vào bến Mỹ Đình.
Và buổi chiều thì 8 giờ thì tầm 1 tiếng ở trong đó, thì 9 giờ chị rời 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 bến. Đấy, thì các bạn căn giờ. Và buổi chiều thì 2 giờ qua nhà mình và 3 rưỡi đi cập bến. Đấy, thì tầm chắc là tầm 4 giờ rưỡi thì các bạn lại rời bến. Ở dưới Mỹ Đình thì mình sẽ có cái đội ngũ anh em giúp mình. Thứ nhất là họ sẽ tiếp nhận cái những cái đơn hàng quanh khu vực Mỹ Đình, quanh khu vực Hà Đông Hà Nội, rồi khu vực là quanh khoảng tầm 30 cây 40 cây là anh em sẽ đi xe ôm và giao tận nơi. Còn nếu như mà các bạn ở khu vực Hưng Yên, khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, chắc chắn là các tỉnh lẻ khác thì các bạn chưa hiểu là Mỹ Đình nước ngầm, bến xe nước ngầm, bến xe Yên Nghĩa, bến xe Gia Lâm, bến xe Giáp Bát, thì đấy là những cái chốt chính của mình rồi, có người ở đó. Thì bên mình sẽ gửi cái xe nào về cái địa phận quê hương các bạn và báo số cho các bạn nhà xe, và các bạn sẽ nhận, và sẽ khi nhận chim thì các bạn mới trả tiền. Tôi nói rõ quan điểm như vậy chứ không gì cả. Tất nhiên nếu như khách hàng quen, có một số người thường là họ cũng thường chuyển khoản cho tôi, hoặc là những cái chuyện là thương lượng qua điện thoại, thì chuyển khoản thì bao giờ cũng sẽ là được ưu tiên hơn là các bạn trả tiền mặt, sẽ được rẻ hơn một chút. Bởi vì thực ra nếu như một tâm lý là chúng tôi cầm tiền qua 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 chuyển khoản thì chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, không phải phụ thuộc vào lái xe, không phải phụ thuộc người đi lấy tiền, nó sẽ giảm chi phí nhân công đi thì tôi sẽ bớt. Đấy là cái nói rất chân thành, rất thật. Còn các bạn mà ở các tỉnh mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn lên tìm một cái xe người nhà, xe quen, xe qua cổng nhà các bạn. Các bạn đưa tiền cho các bạn trước cho các bạn và gọi điện thỏa thuận với tôi. Thì người của tôi và lái xe của các bạn sẽ gặp nhau ở trung tâm Hà Nội, bất kỳ chỗ nào. Thì một bên giao tiền, một bên giao hàng. Đấy. Còn ở bến xe miền Đông thì chúng tôi cũng có văn phòng ở đó. Cụ thể là nhà xe Anh Khuyên là nhà xe là đối tác của chúng tôi. Họ sẽ có trách nhiệm thay mặt tôi là bảo quản và chăm sóc chim ở trên đường. Và họ sẽ giao cho những khách hàng đón ở bến xe miền Đông, hoặc là họ sẽ đi xe ôm, rồi họ sẽ nhờ người giao tận nơi, ở ví dụ như ở Củ Chi hay ở quận 7, phường quận 12, quận Gò Vấp, ga Sài Gòn, tất cả những cái khu vực bán kính một vài chục cây quanh cái trung tâm bến xe miền Đông. Ở khu vực miền Tây cũng vậy thôi, bến xe đúng không? Bến xe An Sương, rồi khu vực đi xuống các tỉnh khu vực miền Tây thì có Đồng Tháp đúng không? Cà Mau cũng rất nhiều, thậm chí ra Phú Quốc, thì thực tế là những cánh chim của mình đã được lan tỏa trên mọi miền quê hương Tổ quốc, thậm chí là ra nước ngoài. Có những người là về Việt Nam cầm ra nước ngoài thì đấy, cầm trứng cầm chim đó. Thì đấy là cái việc rất là bình thường thôi, bởi vì là cái theo như mình thấy là cái lượng người chơi chơi chim thì nó cũng không nhiều. Tất nhiên mà thực ra là không nhiều, nhưng mà trong một cái bán kính toàn 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 quốc thì có lẽ là mình cũng giao lưu rất là nhiều. Có khi ở huyện Ba Vì này có khi cả cả tháng chỉ có một 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 lượng ít người đến nhà hoặc là gọi điện đến mua chim thôi. Thế nhưng mà ngày nào mình cũng có rất nhiều đơn hàng. Nó xảy ra ở một số anh em như ở Hải Phòng, ở Quảng Ninh, rồi ở khu vực miền Đông, miền Tây, thì nó vẫn có rất nhiều những người tin dùng và những người ưa chuộng và hâm mộ những cái fan của mình, và những khách hàng đã đến với mình với những cái đơn hàng thứ 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 năm thứ sáu. Đó là cái ekip như vậy. Đấy, thì thường là các bạn có thể là mua một con chim, ví dụ tôi nói ví dụ như là 2 triệu, thì tôi chỉ yêu cầu các bạn đặt cọc cho tôi 100.000, cái tiền gọi là cái tiền vận chuyển. Khi mà tôi gửi chim ra khỏi nhà thì tôi phải gửi một hai trạm, mỗi trạm 30.000 50.000 đúng không? Thì trong trường hợp mà các bạn đổi ý các bạn, hoặc là có cái trục trặc nhá, các bạn không lấy, thì cái số tiền 100.000 đó là tôi sẽ trả cho lái xe, chứ tôi không được tiêu cái 100.000 đấy của các bạn. Và tiếp theo là cái 100.000 đấy được thể hiện như thế nào? Thì có hai cách. Một là các bạn có thể là bây giờ thì điện thoại dùng tài khoản ngân hàng với liên hoàng Agribank, số liên ngân hàng của tôi là 2210 205 156 681. Đấy là cái túi tiền điện tử của chúng tôi. Nhưng các bạn có thể dùng Agribank thì các bạn thao tác trên điện thoại, các bạn có thể chuyển khoản cho tôi được.
kể cả 50.000, 100.000, 200.000, 1 triệu, 1 vài triệu. Hoặc là các bạn dùng hệ thống ngân hàng khác, chúng sẽ có cái liên đới, có sẽ liên kết. Ví dụ như IDB hay là ngân hàng công thương hay ngân hàng gì cũng vậy thôi. Thì có cái cách để chúng ta chứng minh chúng ta cọc tiền 100.000, 200.000 gì đó. Bần cùng thì các bạn có thể gửi cái mã thẻ điện thoại. Cái mã thẻ điện thoại Viettel ấy, gửi sang cái số duy nhất của Thao đang đây, đang gọi cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể lạt thẳng ra quầy Viettel, các bạn có thể là đưa tiền cho họ và họ lạt. Tại vì thực ra nó cũng chỉ đáng 100.000, thì nếu như các bạn chưa nhận thấy chim thì các bạn bỏ ra 100.000 để tìm đến một cái nơi để đặt niềm tin để mua một chú chim thì tôi nghĩ là xứng đáng. Chứ bây giờ thời buổi thì nó cũng không phải là thiếu thốn nhiều. 100.000 thì thực ra không ai đánh đổi cả một cái thương hiệu trên một cái kênh chim cu ấy hay để mà trục chặt với các bạn 100.000 cả. Thế nhưng mà nếu như các bạn không đặt thì chúng tôi gửi chim đi thì chúng tôi cũng rất là hoang mang. Các bạn cứ thử đặt cái cương vị, đặt vị trí của các bạn vào chúng tôi đi. Thì các bạn có phải là một mình các bạn đâu. Một ngày chúng tôi chuyển 10 đơn hàng thì chúng tôi cũng phải suy xét, chúng tôi cũng phải tìm hiểu. Đấy, báo cáo với các bạn là như vậy. Thì trên cái tinh thần đó thì các bạn có thể hiểu sâu về cái kênh và cái trang như vậy. Thì mong các bạn sẽ ủng hộ cuối video. Thì video hôm nay thì khá là dài nhất trong cái kênh. Thì cuối video không biết nói gì hơn là xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, các bạn đã ủng hộ. Và xin nhớ cái số tổng đài là 22, số tổng đài là 0163 5305982. Đó. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Chúc các bạn có niềm vui trong cuộc sống và chúc các bạn có được những tiếng chú chim, những cái tiếng chim hay, những cái chú chim thân thiện để bầu bạn với các bạn trong suốt quá trình sau này. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.